Kính thưa quý vị, từ thế kỷ 15, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo đã viết với niềm tự hào khôn xiết: từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Quả đúng như vậy, nước Việt Nam ta trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước đã sản sinh ra biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt được sử sách trân trọng ghi công. Tên tuổi của họ đã và sẽ còn mãi vang danh hậu thế. Những con người kiệt xuất ấy, có người là những bậc vua minh quân suốt đời đau đáu vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của muôn dân, có người là những dũng tướng, những nhà chỉ huy quân sự tài ba đã lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, làm nên những cuộc kháng chiến vĩ đại, giành lại non sông bờ cõi, khẳng định quyền độc lập tự chủ của dân tộc. Và nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại sau những cuộc chiến oai hùng ấy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không nhắc tới những danh nhân văn hóa, những con người đã có nhiều cống hiến lớn lao và trở thành biểu tượng cho nền văn hóa dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của những danh nhân hào kiệt đó sẽ mãi mãi là những chấm son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Chúng ta, những người dân của nước Việt hôm nay, có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc, tự hào về những danh nhân hào kiệt của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chân dung của những danh nhân như thế. Mong rằng chúng ta sẽ có thêm niềm hiểu biết và tự hào về những danh nhân của nước Việt. Bà Triệu, Triệu Thị Trinh, 226-248. Ngày nay, hầu như người dân Việt Nam nào cũng biết đến bà Triệu và rất nhiều người thuộc lòng câu ca dao: Tùng Sơn nắng quyện mây trời, dấu chân bà Triệu rạng ngời sử xanh. Tên thật của bà là Triệu Thị Trinh. Theo giã sử, bà sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ 226. Bà là em gái của Triệu Quốc Đạt, người đất Quân Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc Thanh Hóa. Bà sinh ra trong cảnh đất nước bị thống trị dưới ách giặc Ngô. Chúng đàn áp dân lành, cướp bóc vơ vét mọi sản vật của nước ta. Ai ai cũng oán giận. Ở trong hoàn cảnh đó, bà sớm có lòng yêu nước và căm thù giặc. Ngay từ nhỏ, Triệu Thị Trinh đã tỏ ra có chí khí hơn người. Khi cha hỏi về chí hướng mai sau, bà rắn giỏi thưa: lớn lên còn sẽ đi đánh giặc như bà Trưng Chắc, Trưng Nhị. Cha bà vốn là người hào sảng, nghe vậy yêu mến bà lắm, bèn cùng cho bà học võ nghệ binh thư với anh trai. Bà tỏ rõ là người thông minh, lại chăm chỉ luyện tập, nên cách bài binh bố trận, sử dụng cung kiếm đều hơn người khác. Các tài liệu cũ khi viết về bà đều chép rằng vú dài 3 thước. Chi tiết này có thể là phóng tác hoặc nhấn mạnh vào vẻ đẹp nữ tính theo quan niệm thời ấy. Nhưng chắc chắn bà có một vẻ đẹp phóng khoáng, mạnh mẽ cùng với tính cách ngang tàng và đầy khí phách. Triệu Thị Trinh thường cùng với anh trai là Triệu Quốc Đạt đi khắp vùng, vừa để chiêu mộ hiền tài, nghĩa sĩ, vừa để xem xét địa hình, mưu việc lớn sau này. Thấy bà giao du rộng, Triệu Quốc Đạt cũng có ý khuyên em lập gia thất, nhưng bà khẳng khái trả lời: tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đặt bằng sóng dữ, chém các kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta. Lúc này, nỗi khổ nhục của dân ta dưới ách cai trị của quan lại phương Bắc đã đến mức cùng cực. Sưu cao thuế nặng, lại thêm phu phen tạp dịch, người người phiêu tán, không nhà không cửa, tha hương cầu thực khắp nơi.
Mỗi khi có ai đến trang trại của mình, hai anh em họ Triệu đều tiếp đãi ân cần. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn đã có một lực lượng khá lớn tập hợp dưới trướng hai anh em. Nhưng bất ngờ, giữa lúc quân ta khí thế đang lên, lực lượng đang mạnh thì Triệu Quốc Đạt đột ngột qua đời. Thấy Triệu Thị Trinh có tài đảm lược, thông minh các môn võ nghệ, nên nghĩa binh đồng lòng tôn bà lên làm chủ tướng thay Triệu Quốc Đạt. Bà tiếp tục mộ quân, rèn vũ khí, tích trữ lương thực, tập luyện quân sĩ, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Thôn Cẩm Trướng, xã Định Công đến nay vẫn còn lưu lại truyền thuyết về voi một ngà và đá biết nói. Tương truyền vùng này có con voi trắng một ngà rất dữ tợn, hay về phá hoại mùa màng, mọi người đều rất sợ. Để trừ hại cho dân, bà Triệu đã cùng chúng bạn đi bắt voi. Lùa xuống đầm lầy, bà dũng cảm nhảy lên cưỡi đầu voi, cuối cùng khuất phục được chú voi dữ. Sau này chú voi trắng trở thành người bạn chiến đấu trung thành của bà Triệu. Vì thế mới có câu ca dao được lưu truyền đến ngày nay: con ơi con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Những ngày đầu tụ nghĩa, nghĩa quân của bà Triệu đã đục núi Quân Yên bí mật cho người ngồi trong hốc đá đọc bài đồng dao. Có bà Triệu tướng vâng lệnh trời ta, trị voi một ngà, dựng cờ mở nước, lệnh truyền sau trước, theo gót bà vương. Nhờ đó mà cả vùng đồn ầm lên rằng núi Quân Yên biết nói, báo hiệu cho dân chúng biết rằng bà Triệu là thiên tướng giáng trần, giúp dân cứu nước. Vì thế họ theo nhau đến càng đông. Khi binh lực đã lớn mạnh, bà Triệu đem quân tiến đánh các quận huyện của bọn quan lại nhà Ngô. Lúc ra trận, bà thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài châm vàng, nên đời sau vẫn gọi là Nhụy Kiều tướng quân, tức là vị tướng nữ yêu kiều, hoặc là Lệ Hải bà vương, vua bà vùng biển Mỹ Lệ. Có nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của người dân đối với cuộc khởi nghĩa của bà Triệu. Từ ông già mù mang tiếng đàn, tiếng hát đi khắp nơi kể tội ác của giặc và cổ vũ nhân dân đứng dậy cứu nước, cho đến bà cụ hàng nước tha thiết xin cho con gái yêu được gia nhập nghĩa quân. Còn mình thì cũng góp một chõng chuối với chung nước trẻ xanh cho nghĩa binh đang chảy quân qua giải khát. Lại có câu chuyện đền Cô Thị ở Hà Ngọc, Hà Trung. Chuyện kể rằng có một cô gái rất thích quả thị. Cô có người yêu và chàng trai này đã từ biệt cô để lên đường đánh giặc. Một phần vì thương nhớ người yêu, một phần vì không chịu nổi cảnh khổ cực, cô gái đã chết biến thành cây thị. Cây thị này chỉ có một quả, tỏa hương ngào ngạt, nhưng lạ một nỗi là không ai hái được. Hễ cứ với tay lên hái là cành thị lại vút lên. Cành cây ấy đời đời ngả về phía đông nam theo hướng người yêu cô đang ở trong dinh của bà Triệu. Một ngày chàng trai được phép về thăm nhà, cành thị tự nhiên xà xuống và quả thị rơi vào ống tay áo chàng. Tất cả những điều ấy nói lên một điều rằng quân và dân đều một lòng theo bà Triệu đánh giặc. Chính vì quân và dân đều đồng lòng như thế, cho nên quân ta thế mạnh như trẻ tre, đánh tới đâu quân giặc tan tới đó. Quân Ngô sợ bà Triệu thường bảo nhau rằng: hoành qua đương hổ dị, đối diện bà vương nan. Nghĩa là búa giáo đánh cọp dễ, đối diện vua bà khó. Trong dân chúng thì có câu hát: bà nữ tướng xinh đẹp, tiếng tăm chấn động phong trần, làm bạt vía quân Ngô, sắc đẹp làm xúc động lòng người. Đứng trước nguy cơ tan rã của chính quyền đô hộ ở Giao Châu, Triều Ngô phải cử Lục Dận, là cháu họ của viên danh tướng Lục Tốn, làm thứ sử Giao Châu, đưa quân tiếp viện sang. Lục Dận là người mưu mô xảo quyệt, y vừa dùng binh lực, vừa dùng của cải để làm lung lạc, mua chuộc một số thủ lĩnh địa phương. Hắn lại cho một vài tên lính nhanh nhẹn, nhân lúc đêm tối lẻn ra ngoài thành, dò la tin tức của đối phương. Hắn biết được rằng bà Triệu có tài chỉ huy, sức địch muôn người. Đặc biệt bà là người yêu cái trong sạch, ghét cái nhơ bẩn. Biết được điều ấy, đến ngày giáp trận, Lục Dận lệnh cho quân lính
một tay cầm vũ khí, một tay cầm ống tre đựng phân và nước tiểu. Quần áo mũ mãng tất cả lột ra để lại trong doanh trại, rồi cứ thế tòng ngồng xông ra. Trước hành động bỉ ổi ấy, nghĩa quân bối rối và ngạc nhiên lắm, song vẫn xông vào giáp chiến. Giặc Ngô vừa hò reo vừa vung những ống tre lên, lập tức mùi hôi thối bốc lên, ai nấy đều lấy tay bịt mũi. Nhìn lên chủ tướng cũng thấy bà bịt mũi như mọi người và quay mặt đi hướng khác. Nhân cơ hội ấy, quân Ngô vừa vung những ống tre vừa giương vũ khí xông vào. Không chịu nổi cảnh bẩn thỉu bày ra trước mặt, bà Triệu giao binh lại cho ba tướng quân nhà họ Lý, rồi lên núi Tùng tự vẫn. Lúc đó bà vừa tròn 23 tuổi. Trên núi Tùng hiện nay vẫn còn mộ của bà. Dưới chân núi là đền thờ chính. Mỗi năm vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, tương truyền là ngày mất của bà, vẫn tấp nập người đến dâng hương tưởng nhớ người nữ anh hùng của dân tộc. Quyết nối theo chí của hai bà Trưng ngày xưa, đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập cho muôn dân.